thêm một tướng quân đội về ban bí thư, Tô Lâm đang tính nước cờ gì? Xem như Tô Lâm đã nắm chắc Bộ Công an, hiện nay Tô Lâm đang can thiệp mạnh vào quân đội. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng kéo hai tướng quân đội về ban bí thư, đấy là ông Lương Cường, đại tướng, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thượng tướng. Hai nhân sự này rất có khả năng sẽ bị thay thế bởi Tô Lâm không tin ai ngoài nhân sự ông ta sắp đặt cả. Hội nghị Trung ương bất thường vừa diễn ra vào chiều ngày 16 tháng 8, và ông Trịnh Văn Quyết được bầu bổ sung vào ban bí thư cùng với Nguyễn Duy Ngọc và ông Lê Minh Chí. Ông Nguyễn Duy Ngọc là thượng tướng được chuyển vào ban bí thư, nắm chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí này chắc chắn sẽ là thành viên ban bí thư và chẳng bao lâu ông Ngọc sẽ được chính thức chuẩn thuận. Như vậy, trong ban bí thư hiện nay có đến 3 tướng. Thông tin cho biết Tô Lâm đang đẩy tướng Lương Cường sang làm chủ tịch nước với chức danh vô thượng này. Ông Trịnh Văn Quyết là thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Ông Quyết từng là cấp phó cho tướng Lương Cường trong quân đội. Và giờ đây nếu vào ban bí thư thì ông Quyết chưa biết sẽ được bố trí vị trí xứng đáng nào. Tuy nhiên đây có thể là hình thức làm cân bằng với phe công an trong ban bí thư. Đáng nói là ông Trịnh Văn Quyết là người Hải Dương, một tỉnh được xem là anh em song sinh với Hưng Yên. Trước đây Hải Dương và Hưng Yên cùng một tỉnh, đó là tỉnh Hải Hưng. Ông Tô Quyền, bố của Tô Lâm, đã từng là giám đốc công an tỉnh Hải Hưng. Thông tin rò rỉ cho biết Tô Lâm có dự định bố trí con trai của ông ta là Thượng tá Tô Long về làm giám đốc công an tỉnh Hải Dương. Đây cũng được xem là tỉnh nhà của gia đình họ Tô. Trên chính trường hiện nay cũng có hai tỉnh được tách ra từ một tỉnh và đều có lực lượng rất mạnh ở Trung ương Đảng. Đấy là Nghệ An và Hà Tĩnh. Cả Nghệ An và Hà Tĩnh đều thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây. Hiện nay cả hai tỉnh này đều có đến hàng chục ủy viên Trung ương Đảng và mỗi tỉnh có đến hai ủy viên Bộ Chính trị. Một mình phe cánh Hưng Yên hẳn không thể tìm đâu ra vài chục ủy viên Trung ương Đảng và 4 ủy viên Bộ Chính trị như liên minh phe Nghệ Tĩnh cho được. Ông Tô Lâm đem làm Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, điều chắc chắn là những quan chức có gốc Hưng Yên được nâng đỡ mà quan chức gốc Hải Dương cũng được hưởng lợi theo. Nếu nâng đỡ cả Hải Dương và Hưng Yên, rất có thể Tô Lâm sẽ đủ nhân sự cùng phe để đưa vào ban bí thư và nắm quân đội. Với việc Lương Tam Quang được bầu bổ sung của Bộ Chính trị, hiện nay Hưng Yên có đến 2 ủy viên Bộ Chính trị. Mới lên nắm chức cao nhất trong đảng, Tô Lâm đã không thể thay máu một lần mà phải làm từ từ. Sau khi quyền lực đã được củng cố vững chắc thì mới mạnh tay. Cho đến bây giờ vẫn còn đất sống rất nhiều người thuộc nhóm lợi ích khác cần phải tranh thủ, nếu chần chừ thì sẽ không còn cơ hội cho họ nữa. Hải Dương thì chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào, nhưng số ủy viên Trung ương Đảng cũng khá đông. Trong đó có thể kể ra như Bùi Văn Cường, chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trịnh Văn Quyết, thượng tướng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Vũ Hồng Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Phạm Tất Thắng, phó trưởng ban thường trực Dân vận Trung ương. Nếu kết hợp nhóm Hải Dương và Hưng Yên với Hưng Yên nòng cốt thì phe của Tô Lâm sẽ trở nên đông hơn rất nhiều. Tô Lâm mới lên nắm quyền chưa bao lâu mà đã có đến 2 kỳ họp bất thường của Trung ương Đảng để bố trí lại nhân sự. Sự đấu đá ở thượng tầng trở nên khốc liệt hơn, và đó là lý do khiến nhiều cuộc họp bất thường trong thời gian qua đã diễn ra. Nhân sự sẽ thay đổi rất nhanh. Có thể họ không chỉ đánh để chiếm ghế cho chính vị trí của Đại hội 14 và sau 16 tháng nữa, mà họ còn đánh để cho những chiếc ghế y như vậy, nhưng dành cho những vị trí bây giờ. Có lẽ Tô Lâm cũng đang muốn xây dựng bộ khung Hưng Yên, làm nòng cốt và Hải Dương với vai trò hỗ trợ. Cũng rất có thể chính trường Việt Nam trong thời gian tới sẽ là những trận chiến giữa Hải Dương và Nghệ Tĩnh. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thêm một tướng quân đội về ban bí thư, Tô Lâm đang tính nước cờ gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Tô Lâm gặp các bồ lão, có bà Dũng, vì sao tư sàng vắng bóng? Vào ngày 15 tháng 8, Tô Lâm tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Đảng tại trụ sở Trung ương Đảng. Đến dự có các ông bà Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Chiết, Phạm Minh Chính, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Văn An, Nguyễn Danh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Lương Cường. Đáng chú ý là ngay sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, thì ông Nguyễn Tấn Dũng năng nổ hơn trước rất nhiều. Khi đó có tin đồn rằng
ông Dũng muốn cấu kết với ông Chính để đối đầu với Tô Lâm. Tuy nhiên, ông Dũng sẽ bất lợi nếu chọn đối đầu với Tô Lâm, bởi cán cân quyền lực đã nghiêng hẳn về Tô Lâm với việc nắm Bộ Công an trong tay và nắm cả Đảng ủy quân đội. Trong tất cả các lãnh đạo đã về hưu, người ta chú ý nhất đến ông Nguyễn Tấn Dũng là cựu thủ tướng và ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Bởi hai ông này dù đã về hưu nhưng vẫn vào Nam ra Bắc xúc tiến hết nhóm này đến nhóm khác gặp mặt. Ông Dũng bươn trải trên chính trường với mục đích giúp cho Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết có được điều kiện tốt nhất. Còn ông Trương Tấn Sang thì vốn vẫn thích tham gia vào các mâm quyền lực với vai trò người đứng đằng xa để mà giật dây. Đến hội nghị gặp mặt lần này không có những nhân vật mới bị Tô Lâm cho hạ đò ván hoặc đang quyết tâm đánh đến cùng. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai đều vắng mặt. Có lẽ những người này không thể chịu được khi đến gặp kẻ giáp tâm triệt hạ mình. Với Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ ông không muốn đối đầu với Tô Lâm. Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng Tô Lâm vốn là đệ tử của Thượng tướng Công an Nguyễn Văn Hưởng, đến nay vẫn giữ mối quan hệ thân tình với ông này. Trong khi đó, tướng Hưởng lại là phe cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy, có thể nói Tô Lâm vốn có mối quan hệ gần gũi với bà Dũng rất nhiều. Đáng chú ý là việc ông Trương Tấn Sang vắng bóng tại kỳ họp lần này. Ông Sang vốn rất năng nổ, vào Nam ra Bắc kết nối với những người gốc Hà Tĩnh. Việc vắng mặt ông Sang khiến dư luận đặt câu hỏi, lẽ nào ông Tư Sang lại gặp vấn đề gì với Tô Lâm hay sao? So với bà Dũng, Tư Sang tỏ ra nguy hiểm hơn với Tô Lâm, bởi ông Dũng chủ yếu tìm đường tiến thân cho hai người con trai của mình. Còn con của ông Sang thì vẫn chưa ngoi lên được vị trí đáng kể, thì ông kết nối với nhóm lợi ích Hà Tĩnh với mục đích để làm gì? Là câu hỏi dư luận đặt ra. Có khả năng ông Trương Tấn Sang muốn giật dây để nhóm Hà Tĩnh chiến đấu với Tô Lâm thật. Việc một cựu lãnh đạo vắng mặt tại kỳ họp có mặt của Tổng Bí Thư sẽ bị đặt câu hỏi rất lớn, bởi đây là cơ hội để gửi gắm con em hoặc chí cũng xây dựng mối quan hệ tốt, tránh đối đầu. Nguồn tin riêng cho biết ông Tô Lâm đang siết dần quanh ông Nguyễn Xuân Phúc, và trong hội nghị gặp mặt này, ông Phúc cũng không có mặt. Nếu Tô Lâm cho bắt Nguyễn Xuân Phúc thì có lẽ sẽ có cách khiến cho Tư Sang phải ra khỏi bóng tối, không thể giật dây các nhóm lợi ích khác được. Trương Tấn Sang là người Long An nhưng có gốc gác là Hà Tĩnh. Việc bỏ qua Long An để kết nối với nhóm Hà Tĩnh cho thấy ông rất cơ hội. Hiện nay cũng như trước đây, khi còn tại chức, ông Sang chưa từng đứng mũi chịu sào để mà nghênh chiến với bất kỳ thế lực nào, bóng chỉ đứng sau giật dây kẻ khác. Hầu hết những nhân vật đã lên tới hàng tứ trụ đều có rất nhiều kinh nghiệm, nắm giữ một số mối quan hệ và một số bí mật riêng. Nên việc các nhân vật đã về hưu nhưng lại ngồi trong tối điều khiển là một trong những nguyên nhân khiến cho thế lực đang làm chủ chính trường phải vất vả chống đỡ. Với việc tham gia vào nhóm Hà Tĩnh, Tư Sang đã chọn cách đối đầu với Tô Lâm. Xem ra bà Dũng tỏ ra thức thời hơn so với cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Tô Lâm gặp các bộ lão có bà Dũng, vì sao Tư Sang vắng bóng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.